kỳ nơi mình toàn đang âm bí mù là hẹt đầy nôm ai cả chung người trí dù mì nì tí. Có bàn tay ai dụ nơi khổng bếp bố bố rộ bó nẹ chi mà đáy. Cứ chia đầm nàng hà nì phây đọc bố mùi nì ca cả chung người trí dù mì rộ bó tì ruột. Trisomy cứ chia chung ngữ đo cầm rò muối để bằng co lang đại phép mình phát ra đây này chromosome. Tạm chụp bạp thoa mà chết, mình nút cổ rụp cạt một miếng chromosome tặng ọt sai sập ra muối rưu mà nâng mà phải bày cú autosome. Mà phải bày, bán một bì mà đái, nâng mà phải bày tiết bán một bì ưu bục. Chromosome muối đo lệ mà phải tí cứ chia chromosome thoa mà đá, nâng mùi cú tiết chia chromosome phết. XX xâm rạp mạng nụ sợi, nâng chromosome X mùi Y mùi xâm rạp mạng nụ bỏ. Chromosome tế mộc phẩy bầy cú, cứ chỉ bụi đám này các bằng có cầm nát, chanh mộc bì mê chì vật bỏ rọc spermatozoid nâng mê chì vật nhì ô vườn. Nói bệnh đại spermatozoid nâng ô viên chuộc nhía, có miên các bằng có cầm nát lãng nửa ông bì dông đại chỉ cả bốc bình chô chromosome chô nhía xâm rạp nâng sai sập ra mùi. Có bánh tái, chuyên cá, đôi mình hát ở vậy, rưu cậu đòi hát chạy đón, nơi bề bằng cô cầm nát mê chi vật nhi nâng mê chi vật chmô chuốc nhía. Trời chấp chi cú một phẩy bầy chromosome, bài chi miên lớp chromosome muối, thua ở kia rọp khơi miên chromosome đó tới một phẩy buồn. Nơi bề cô cả chi vật, ông bì dông cầu nút, có miên ông bì dông đó tới sai sập rằm bí, mình mến sai sập rằm muối, rưu có một phẩy bầy cú, đôi chi mô nút tu tờ tế. Bì bố miên cú chromosome na mùi nút, bạn lãng đo tự bầy. Hẹt được chân này hỏi, bạn chưa kê áo ích mô thả chung ngữ trisomy, nói trong xâm đại tham miên chromosome bầy chấp kênh chìa cú, trí chìa phía xa bà răng sma nâng bầy. Hỏi bà chromosome nam mùi miên chung nguồn bầy, kê hai trisomy lệch nụ. Miên tẹp hiệp mình bọc ra đây, cát lãng được chromosome lệch mà phây mùi tế, để ông bì dông côn ách bằng đụt loa, bằng chọc qua rồi hốt ác bà sốt trên một bàn. Bạc bạc chọn lưu chromosome lệch xanh tiết, ông bì giống mình ai rùa bàn tế rưu có trái rồi lụt trên môn cao cầm nọt. Hãy đưa cho này hỏi, bạn chỉ kê chẳng lương tay nị dây ông bì chung ngư trisomy lệch mà phẩy mùi nụ. Cả rằng này trisomy lệch đọc rằm bấy, rưu có đọc bấy, có ai nhiên cả làng đáy tài chia cả rằng này cầm rõ chương trisomy mà phẩy mùi ngài nà. Kỳ nơi mình toàn đang âm bí mùa hẹt đầy nôm ai cả chung ngữ trisomy nì tí. Có bàn tay ai dụ nước nông bếp bố bố rộ bó nẹ chi mà đái. Cứ chia đầm nàng hà nì phây đọc bố mùi nì ca cả chung ngữ trisomy rộ bó tì ruộng. Kỳ sáng kết khuyên thá, hà nì phây nì chung ngữ trisomy mà phây mùi. Càng láng tự tạm với rộ bó nẹ chi mà đái. Chắp bì ả dụ mà phê phạm cho nằm làng tớ, miên hà nì phê con cà trisomy mà phê mùi, cầm rạch mùi lơ mùi bọn phạm rồi. Nâng làng đo tớ mùi không chùm nào mà rồi, con, nơi bê đè mặt đài bố bố, miên ả dụ chắp bì sai sắp cho nằm làng tớ. Nẹ chì mặt đài bố bố không vầy căn tài chá, hà nì phê căn tài bố. Tà vầy chá, tớ kích rộp chắp bì ả dụ phần màn tớ. Dương sẽ đọc ra xa rồi bỏ lúc và chạm được bách sơ khí. Tại dụng là ổ của tài miền khấu nơi khao mà dụng sang sắp rằm thế nào. Thấy bờ chân lên dây phía đường là dụng chạy chối dương thịt bạc cầm nón á. Thì vừa thang sắp rời thế này khuất. Khuất mình còn miền khấu này chắc khuất chạy chóng bàn khấu. Và ta miền khuất cứ thay dụng được kỳ sai sắp chạy tới dương khuất thay chạy 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 chạy. Vì bố chạy na dụng khuất chạy 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 và tí mũi cứ tha cả bởi chôm dùm bú ở mặt đai để nên vầy chạy lúc. Vậy là người tham bằng thà bỏ rõ rửa tới tế khả năng ta khuẩn chá. Khuẩn ai bởi chôm nơi dùm ngư chạy ơn. Cái hai tha dùm ngư cứ bởi chôm mũi nơi dùm ngư lưu chết sổ. Cái hai tha dùm ngư chạy bếp. Bởi chôm mũi dùm ngư lưu chết khánh. Dùm ngư lưu chiếm đi tết tông xương ở tiền rẻ. Hai nơi bên này để khuẩn miên thiết bởi chôm dùm bú khá luôn khuẩn chứng. Nơi bên để khuẩn miên tế bú ai cần nên chỉ người lừa chiếm rư có bầm rồng có làm lớn chỉ người từng nộp án để ai thuê con thọc phế rư có con nên bằng hai chỉ người bảy đồng tiền cầm nát rư có quan nên là bằng hai
ឧបសគ្គនៅក្នុងការសម្រាលគេហៅថាឌីសុកស៊ីសេរីកាលដែលមកសម្បងគាត់បានទៅបានល្អដូច្នេះធ្វើឲ្យគាត់មានភាពប្រឈមនៅក្នុងការវាកាត់ខ្ពស់បាទទី2គឺថាការប្រឈមចំពោះកូនគឺធ្វើឲ្យកូននោះវាមានលក្ខណៈមិនគ្រប់លក្ខណៈពីកំណើតនោះច្រើន ជាសញ្ញាគេគឺគេហៅជំងឺម្យ៉ាងដែលធ្វើរៀងរូបរាងកាយរបស់គាត់ហើយនឹងគោលក្បាលវាវត្តមិនល្អនោះគឺគេហៅថាជំងឺត្រីសូមីបាទមានត្រីសូមីក្រូម៉ូសូមលេខ21លេខ18អីជាដើមបាទមនុស្សដែលមានត្រីសូមីម្ភៃមួយមានការលូតលាស់វត្តផ្នែកបញ្ញាស្មារតីនិងរូបរាងកាយយឺតខុសពីមនុស្សដទៃនិងមានរូបរាងបុគ្គលិកលក្ខណៈផ្លែកជាពិសេសស្ទើរដូចគ្នាទាំងអស់ លក្ខណៈមួយដែលគេសម្គាល់ឃើញមានស្ទើរទៅលើគ្រប់ក្មេងកើតជំងឺត្រីសូមីគឺមានសម្ពាធសាច់ដុំខ្សោយទន់ខ្លាំងមុខមូលក្រឡងកញ្ចឹងកសំប៉ែតច្រមុះតូចរង្វះត្របកភ្នែកឆេវភ្នត់បាតដៃមានតែមួយឈុតដៃជើងច្រើនតែខ្លីនិងតូចការលូតលាស់យឺតកម្ពស់លូតអស់យ៉ាងច្រើនត្រឹមមួយម៉ែត្រកន្លះ អ្នកមានត្រីសូមីម្ភៃមួយភាគច្រើនមានខួរក្បាលវិវត្តមិនល្អហើយយឺតយ៉ាវទៀតវិបត្តិលូតលាស់ផ្នែកខួរក្បាលនិងសតិបញ្ញាខ្លាំងឬក៏ខ្សោយប្រែប្រួលពីក្មេងម្នាក់ទៅក្មេងម្នាក់និងទៅតាមហ្សែនផងទៅតាមបរិស្ថាននៃជុំវិញខ្លួនផងទៅការអប់រំនិងរៀនសូត្រទៀតមានត្រីសូមីអ្នកជំងឺមានគ្រោះជួបករណីសរីរាង្គកាយលូតលាស់មិនល្អ មិនត្រឹមត្រូវជាងមនុស្សទូទៅដូចជាមានភាពមិនប្រក្រតីនៃសរីរាង្គបេះដូងភាពមិនប្រក្រតីនៃបំពង់អាហារគ្មានរន្ធលាមកស្ទះចុងពោះវៀនធំនិងក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងគឺមានភាពមិនប្រក្រតីនៅលើសរីរាង្គភ្នែកឡើងបាយតាំងតែពីនៅក្នុងពោះលក្ខណៈឡាក់ក្រៅអំពីនេះ កុមារត្រីសូមីងាយនឹងឆ្លងឬក៏កើតជំងឺធម្មតាផ្សេងទៀតជាងកុមារដទៃមិនថាជាជំងឺផ្លូវដង្ហើមជំងឺរលាកជំងឺច្រមុះបំពង់កថ្លង់អន់ភ្នែកទល់លាមកឬក៏ភើឡើងអាស៊ីតឬក៏ជាជំងឺបេះដូងដែលមិនមែនជាភាពប្រក្រតីនៃសរីរាង្គបេះដូងដូចរៀបរាប់ខាងលើហើយអាយុកាលអ្នកដែលមានត្រីសូមី សង្ឃឹមរស់ក៏ខ្លីជាមនុស្សធម្មតាទៀតមានកូនកើតត្រីសូមីគឺជាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ក្នុងការមើលខុសត្រូវថែរក្សាក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃផងនិងត្រូវស្វែងរកការព្យាបាលថែទាំពីសំណាក់គ្រូពេទ្យជំនាញជាច្រើនទៀតដើម្បីឲ្យកូនអាចលូតលាស់និងចូលក្នុងសង្គមបានខ្លះ ប្រឈមនឹងផលវិបាកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរទាំងសម្រាប់អ្នកជំងឺផ្ទាល់និងសម្រាប់គ្រួសារនៅប្រទេសបារាំងការធ្វើតេស្តស្វែងរោគសញ្ញាត្រីសូមីត្រូវធ្វើជាស្វ័យប្រវត្តិនៅលើស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យកូនកើតមកមានជំងឺនេះដោយសារភាពជឿនលឿននៃវេជ្ជសាស្ត្រគេអាចដឹងអំពីការលូតលាស់របស់ទារកនៅក្នុងផ្ទៃ តាមរយៈការពិនិត្យផ្ទៃពោះដោយអេកូសាក៏ប៉ុន្តែសុខាតើគេត្រូវពិនិត្យនៅពេលណារងចាំទាល់តែទារកក្នុងផ្ទៃធំខ្លាំងឬក៏យ៉ាងណាយើងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកវិជ្ជាមន្តហួតសេងជាទូទៅនៅតាមគ្រឹះស្បែកគឺការបណ្ដុះលើកទី1ហ្នឹងដែលផ្ដល់ភាពសុក្រិតបំផុតហ្នឹងគឺសម្រាប់ឲ្យដឹងកូនហ្នឹងចាប់ផ្ដើមកកើតនៅថ្ងៃណាហើយត្រូវគ្រប់ខែនៅថ្ងៃណា ពីទីទៅគឺដើម្បីរកអាយុកូនហើយការបណ្ដុះដោយសារមានទី1ហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើនៅចន្លោះពីដល់1ទៅដល់4សប្តាហ៍ការវាស់វែងអាយុកូននិងថ្ងៃទៅខែនៅពេលហ្នឹងគឺមានភាពសុក្រិតជាងអេកូលោកស្រាវជ្រាវជាងបាទបំណងហ្នឹងមានប្រាប់សំខាន់ទៀតគឺធ្វើឲ្យយើងដឹងអំពីភាពមិនធម្មតាទាំងឡាយណាដែរ ដែលអាចកើតមានអ្វីមួយដូចជាកូននឹងមានភាពមិនធម្មតាលើកាយសម្បត្តិដូចជាអត់ដៃអត់ជើងអត់លាស្បាលឬក៏មានម្យ៉ាងទៀតគេហៅថាការវាស់កម្រាស់កមកបោនដើម្បីឲ្យដឹងអំពីភាពមិនធម្មតានៅលើកមរមរបស់កូនគឺយើងត្រូវធ្វើនៅពេលមានទីមួយទៅមកក្រៅអំពីការពិនិត្យអេកូសាស្ត្រ
kế có trâu bốc bánh thang từ nâng cá bình nực chiêm rồi bỏ mặt đài, không còn lòng rây miết tì mùi này quá, cứ rô viên sắp đá tì đọc mùi nâng tì đọc bầy. Lạc tập hò này cả vò về ông bì dòng côn, bỏ bán cầm rác có rộp bọt tì ruộng nực nông tây tam rì dạ cá thừa ý cố. Lạc tập hò chiếm bốc nâng ả dụ rô bọt nẹ chiêm ở đài bố bố tiết. Kế ách đấng, ông bí cầm rạch hà nị phây này cạp đo cầm nạch côn miên trí dô mi mà phây mùi cầm rạch nà hời. Bà miên cầm rạch đo từ mùi lơ bí rồi hà sập. Nước rú bét bà răng, nâng sná ở miên ca trút bí nất bằng thiết. Đôi chia trâu bồm dục tắc phua, mốc vị phía mơ cổ mơ dốm, ở rộ bọt tí rộ nực nông tây tay mà đòn. Miên vị thị xác mùi kiết, đại căn tên miên bà sức tập hiếp nâng khuyên phò rộng khán. Nhưng đại công phụng tới sạc xa bằng hào ấy xâm lạp dụng một bà-bà-nút, nút cứ cao vị phía chiếm rộng mờ ADN, rộng bọt tỷ ruộng nơi khổng tây.